Minh Đường tử vi mến chào các quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Chúc các quý cô bước sang năm Quý Mão 2023 được bình an, vui vẻ, trẻ đẹp, gặp nhiều may mắn và thành công. Trong chương trình ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý cô tuổi Tân Dậu về vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn cũng như mọi khó khăn, thuận lợi trong năm Quý Mão 2023. Cụ thể hơn thông qua tử vi sẽ giúp cho quý cô tuổi Tân Dậu biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý cô cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023 cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 là 43 tuổi âm lịch và 42 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can. Tân gặp quý, bình hòa. Công việc làm ăn có phần ổn định ít chịu tác động của yếu tố ngoại cảnh, cũng đồng nghĩa với vận quý nhân ít. Đa phần tự làm tự ăn, cũng khá là vất vả. Xét về địa chi. Dậu gặp mão, phạm cục diện tứ hình sung, báo hiệu một năm công việc vất vả, nhiều trở ngại, tự làm tự ăn, không có quý nhân phù trợ. Tiền bạc khó kiếm, trong khi nhu cầu tiêu xài thỏa mãn nhu cầu cá nhân lại tăng dần chuyện tình cảm cũng thêm đôi phần bất lợi. Xét về ngũ hành. Quý cô mệnh, thạch lựu mộc gặp năm quý mão, mệnh kim bạch kim tương khắc. Làm ăn vất vả, hao tốn nhiều công sức hơn, tinh thần dễ tiêu cực, nóng nảy, vừa hại sức khỏe, lại không tốt cho các mối quan hệ xã giao, sức khỏe cũng giảm sút đáng kể. Những biến chuyển của thiên can, địa chi và ngũ hành, có thể thấy trong năm quý mão 2023, quý cô tuổi tân dậu, sẽ gặp không ít thách thức, khá vất vả, một mình tự làm tự ăn, không dựa dẫm, hay nhờ cậy được ai. Công việc có nhiều khúc mắc tiền bạc ảm đạm, tâm lý bất ổn, còn dễ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm và cả sức khỏe. Sao chiếu mệnh, trong năm 2023 quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương chiếu mệnh đây là cát tinh hay còn gọi là một phúc tinh tốt đối với bản mệnh. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc, giúp cho quý cô có khả năng thăng quan tiến chức, vạn sự đều may, đặc biệt là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch đại cát. Vận hạn, trong năm 2023, quý cô tuổi tân dậu, sinh năm 1981, gặp hạn địa võng. Địa võng nghĩa là lưới đất. Hạn địa võng là hạn xấu. Người gặp hạn này sẽ gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống. Gặp nhiều rắc rối, thị phi, tranh cãi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu nhầm, mang tiếng xấu, tâm trạng bất an, đau buồn, phiền muộn. Vận niên, dương hồi ngạn. Nghĩa là dê bên bờ cỏ, với món ăn ưa thích báo hiệu một năm đầy đủ, sung túc, nhiều hy vọng, công danh như ý, lợi lộc cũng thành. Bước sang năm quý mão 2023, quý cô tuổi tân dậu, sinh năm 1981, có vận trình không mấy khả quan, năm này quý cô phạm thái tuế, là năm mão, cho nên sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong năm có nhiều hung tinh đả kích, lại thiếu cắt tinh để giải trừ hung tinh, nên lành ít giữ nhiều. Hai phương diện chịu tổn thất nặng nhất là sự nghiệp và sức khỏe. Lời khuyên cho quý cô tuổi tân dậu là cần lạc quan, mạnh mẽ, cố gắng hơn nữa, quý cô nên nhận thức được tình hình của bản thân và suy nghĩ về các biện pháp đối phó khác nhau, không thể đối mặt với chúng một cách tiêu cực nếu không tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn. Năm này sức khỏe không tốt, quý cô đang gặp các hung tinh quấy phá, địa chi xung khắc lại thêm bệnh phù đả kích sự tác động của hạn địa võng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể, quý cô cần phải bảo vệ sức khỏe, hết sức cảnh giác để đảm bảo bản thân luôn được an toàn xét về vận trình sự nghiệp, cho quý cô tuổi tân dậu, sinh năm 1981, trong năm quý mão 2023. Bước sang năm quý mão 2023, quý cô tuổi tân dậu, phải chịu tác động của nhiều hung tinh, con đường công danh, sự nghiệp có nhiều gập gành, công việc dễ rơi vào bế tắc, thiếu ý tưởng, lại có nhiều cạnh tranh ngầm. Mọi thứ gần như không có sự đột phá nào, bản thân quý cô cũng đau đầu vì lắm việc. Áp lực bùa vây, kế hoạch dễ đổ bể, khiến cho quý cô phải lao tâm khổ tứ nhiều bề, rất vất vả tinh thần làm việc vì thế mà bệ dạc y ạch, ảnh hưởng cũng tới năng suất và chất lượng công việc. Bản thân quý cô phải là người thay đổi, và khắc phục tình trạng này, chứ không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh. Năm này, quý cô tuổi tân dậu đang phạm phải cục diện ngủ hành tứ hình xung tí ngọ mão dậu, điều này sẽ gây ra sự nóng nảy, cá tính mạnh mẽ bộc phát, cho nên công việc gặp nhiều bất lợi, dễ hình thành cục diện đối đầu với cấp trên, lãnh đạo, có thể khiến cho bản thân rơi vào tình trạng, bị chuyển công tác, giáng chức, bị đuổi việc, mất việc trong năm này quý cô khó tìm được sự trợ giúp của bạn bè đồng nghiệp thường phải cáng đáng mọi thứ một mình cần phải nỗ lực hơn trước rất nhiều mới mong phá bỏ những rào cản những bế tắc hiện tại đối với những người làm công ăn lương nên lấy sự ổn định làm trọng cẩn thận với công việc mình phụ trách tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập của bản thân người làm đầu tư kinh doanh cũng cần hết sức cẩn trọng trong việc đầu tư mở rộng làm ăn tốt nhất hãy điều tra rõ về thị trường trước khi đưa ra các quyết định đầu tư sự ràng buộc của hạn địa võng trong năm cũng sẽ gây ra nhiều buồn phiền lo lắng kinh doanh buôn bán nên rõ ràng có giấy tờ chứng từ đầy đủ tránh vướng vào pháp luật kiện tụng cũng sẽ gây ảnh hưởng đến sự nghiệp dù quý cô là người đứng ở vị thế lãnh đạo đi nữa cũng không được lơ là bởi nhiều quyết định có thể ảnh hưởng sống còn tới cả tập thể quý cô không nên nghe theo lời xúi dục của những kẻ nịnh hót khi đứng trước các vấn đề quý cô cần có cái nhìn đa chiều và đúng đắn đừng nghe theo lời nói một chiều của bất cứ ai Công việc sự nghiệp trong năm này chủ về khó khăn và bất lợi, nhưng vẫn có được khởi sắc dễ được trọng dụng, từ đó cơ hội cũng sẽ đến. Thành công trong công việc của quý cô tuổi tân dậu trong năm này đều đến từ sự cố gắng của bản thân. Chính vì thế quý cô không nên ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác hoặc trông chờ những vận may bất ngờ quý cô hãy nhớ là nên có thái độ làm việc tích cực luôn kiên trì quyết tâm làm tới cùng tập trung phát huy thế mạnh của mình và chủ động đương đầu nỗ lực hơn nghĩ cách phá bỏ những hạn chế xử lý công việc dự án do mình phụ trách một cách chu đáo sẽ vượt qua được những trở ngại và thu được thành tựu về cho mình con đường công danh sự nghiệp sẽ rộng mở Đặc biệt trong năm 2023, thầy gia cát khuyên quý cô tuổi Tân Dậu hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân tí thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý cô, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý cô có một năm bội thu, đại cát đại lợi. Xét về vận trình tài lộc cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão, quý cô tuổi Tân Dậu có con đường tài lộc không may mắn cho lắm, vận khí suy giảm, tài khí khó tụ, lại chi tiêu nhiều hơn cho nhu cầu cá nhân và cuộc sống nên tiền tài càng dễ tổn hao. Trong năm này, công việc của quý cô gặp nhiều trở ngại nhưng không được khắc phục kịp thời, nguồn thu nhập từ lương cứng cũng sẽ bị ảnh hưởng, quý cô phải tìm thêm cách kiếm tiền khác để giúp cho cuộc sống đỡ bấp bênh lại thêm trong năm gặp thái tuế án ngữ cùng các hung tinh tiểu hao thiên khốc quấy phá, làm cho quý cô gặp họa phá tài, dễ tao tán về tiền bạc. Việc hợp tác làm ăn với người khác cũng không mấy suôn sẻ, dễ đổ bể vì thiếu cả kinh nghiệm lẫn may mắn. Nếu vẫn muốn đầu tư quý cô nên chọn các hạng mục vừa tiền với nguồn vốn tầm trung, tìm hiểu kỹ lưỡng. Đặc biệt là nâng cao cảnh giác, tránh nhẹ dạ cả tin để tránh bị kẻ tiểu nhân phỉnh định lừa gạt tử vi cho thấy năm nay mặt khó khăn sẽ nhiều hơn mặt thuận lợi quý cô cần có sự cẩn trọng đặc biệt là các vấn đề đầu tư tài chính cũng không nên thực hiện những việc lớn lao kẻo lại rước họa vào thân cho nên quý cô tuổi tân dậu trong năm này càng cần phải tự nhắc nhở bản thân mình nên biết tiết kiệm biết cách quản lý về tài chính thì tốt hơn việc tiêu dùng cũng cần có kế hoạch điều này sẽ giúp cho quý cô cân đối được mức thu chi của mình chi không vượt quá thu để có cuộc sống no đủ tránh tình trạng nợ nần Ngoài ra quý cô cũng hạn chế mua sắm, trưng diện hoặc tham gia quá nhiều vào các hoạt động vui chơi mà gây tổn hao về tài lộc. Về cuối năm vận trình tài lộc của quý cô có phần khởi sắc hơn, khi đó quý cô ít bị tác động của các hung tinh, công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán có phần được thuận lợi, từ đó tài lộc cũng sẽ đến, giúp cho cuộc sống được dễ chịu hơn. Xét về phương diện tình cảm, cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 trong năm Quý Mão 2023, Bước sang năm quý mão 2023, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý cô tuổi tân dậu, cũng không có nhiều khởi sắc. Vận khí trong nhà suy giảm, tình cảm xảy ra nhiều mâu thuẫn, trạng thái cảm xúc của quý cô trở nên gắt gỏng, vừa hại thân, vừa dễ phá hoại các mối quan hệ. Trong năm này quý cô tuổi tân dậu, đang chịu tác động của các hung tinh hoa cái, điếu khách, lại thêm sự ràng buộc của hạn địa võng, làm tâm lý bất an, các mối quan hệ cũng có xuất hiện những mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì quý cô và nửa kia của mình luôn mâu thuẫn với nhau, dường như cả hai đã quá mệt mỏi nên không còn muốn nhượng bộ nửa kia nữa. Càng so đo tính toán, quan hệ của hai người lại càng trở nên gay gắt hơn. Nếu đôi bên không chịu sửa đổi bản thân, chuyện dạn nứt đổ vỡ là hoàn toàn có thể xảy ra. Quý cô tuổi tân dậu đang còn độc thân, dù là người có phong cách tân tiến, thích cái đẹp, quý phái, ưa trưng diện, đổi mới, thích được khen ngợi, hay kết giao với bạn bè, tuy nhiên trong năm này lại phạm phải đào hoa dữ, cho nên dễ gây thị phi, hiểu lầm, phiền nhiễu, khiến đường tình duyên khá chắc trở. Xét về vận trình sức khỏe cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Tân Dậu có vận trình sức khỏe không mấy lạc quan. Trong năm này quý cô tuổi Tân Dậu do bị các hung tinh quấy nhiễu sẽ khiến cơ thể sinh ra nhiều bệnh tật. Sự tác động của hạn địa võng, cùng với hung tinh tăng môn, tử phù, thiên khốc, chủ về sức khỏe, làm cho quý cô gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, quỷ ma quấy phá, nhiều chuyện dày dà, tâm lý bất an, lo âu buồn bực, sinh ra nhiều thứ bệnh. Trong năm này đối với quý cô tuổi tân dậu, không chỉ đầy dẫy mối lo về thể chất mà vấn đề an toàn cá nhân cũng rất đáng lo ngại cục diện tứ hình xung, tí ngọ mão dậu, cũng sẽ gây ra sự sa sút về thể chất, tinh thần, mệt mỏi và áp lực, các dạng tai nạn như, té ngã, tai nạn xe cộ, các ngành nghề nguy hiểm, và các dạng tai nạn khác đều có thể xảy ra. Trong năm còn có điểm báo, tăng chế, gặp chuyện buồn trong gia đình. Trong năm 2023 này, quý cô tuổi tân dậu, nên đề cao sự an toàn cho bản thân, phải chăm sóc bản thân thật tốt, chú ý đến thể trạng của mình hơn, dù gặp phải khó khăn gì thì quý cô cũng phải duy trì tâm trạng vui vẻ mỗi ngày đừng để tâm trạng chán nản, tồi tệ trong thời gian dài, điều này đặc biệt dễ mắc các bệnh về thần kinh, tâm lý, có thể có xu hướng tự tử, hãy cẩn thận. Quý cô nên có lịch làm việc và nghỉ ngơi khoa học, chế độ dinh dưỡng hợp lý, sinh hoạt điều độ, đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên, để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được, đừng để các sao hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân. Quý cô cũng nên nhớ là thường xuyên đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ, để phát hiện những dấu hiệu bất thường của cơ thể và có phương pháp chữa trị kịp thời. Ngoài ra, trong năm này cũng sẽ không tốt cho việc phẫu thuật thẩm mỹ, hay can thiệp về dao kéo để làm đẹp, rất dễ bị tai biến y khoa, nguy hại tới tính mạng. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi tân dậu, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, trong năm Quý Mão 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế, trạch tuổi không? Tam tai năm 2023, Quý cô tuổi Tân Dậu, sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Hạn hoang ốc năm 2023, Quý cô, không phạm hoang ốc. Tuổi kim lâu năm 2023, Quý cô phạm kim lâu thuê. Nếu làm nhà thì sẽ mang tai họa tới người chồng và chính bản thân mình. Thái Tuế năm 2023 quý cô phạm xung Thái Tuế. Nếu làm đầu tư kinh doanh quý cô dễ rơi vào mánh lưới của kẻ xấu, khiến tiền bạc đổ sông đổ bể. Quý cô cần phải hết sức tỉnh táo, nhận ra lỗi sai để dừng lại đúng lúc. Trạch tuổi năm 2023 theo hệ thống cửu trạch vận niên thì quý cô tuổi Tân Dậu trong năm quý mão 2023 là trạch tử, là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử và năm 2023 quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 gặp trạch tử, không nên mua nhà, làm nhà, sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm nay. Ngày giờ xuất hành tuổi sông đất tốt cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 trong năm Quý Mão 2023. Số của quý cô tuổi Tân Dậu xuất hành vào giờ lẻ, ngày chẵn và tháng lẻ làm ăn, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được xuôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh thìn, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi tân dậu. Giờ canh thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi tân dậu. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi tân dậu, là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Tân Dậu. Xuất hành theo hướng chính nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Tân Dậu. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh luôn vui vẻ hân hoan. Đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý cô nhận được càng nhiều. Tuy nhiên cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 nữ mạng trong năm quý Mão 2023 là tuổi kỷ Sửu nữ mạng sinh năm 2009. Điều này được lý giải như sau mệnh của tuổi tân dậu là thạch lựu mộc gặp tuổi kỷ sửu mệnh là tích lịch hòa tương sinh rất tốt thiên can đinh gặp kỷ bình hòa tốt địa chi dậu gặp sửu tam hợp rất tốt cung thiên y mệnh của năm tương sinh rất tốt ngoài ra gia chủ tuổi tân dậu nữ mạng trong năm quý mão 2023 cũng có thể chọn tuổi nhâm thìn sinh năm 2012 nam mạng để sông đất trong năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 cần đặc biệt chú ý tới hạn địa võng và sao Thái Dương chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn địa võng đối với quý cô tuổi Tân Dậu 1981 trong năm Quý Mão 2023. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Dà. Địa võng là hạn xấu chủ về tâm lý tình cảm các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn hiểu nhầm trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi kinh tế việc nhập hàng hóa sản xuất buôn bán kinh doanh cần có hóa đơn chứng từ rõ ràng việc nhập hàng giả hàng nhái kém chất lượng bị chính quyền tịch thu vướng vào vòng lao lý tiền mất tật mang đặc biệt không tin vào lời nói của người khác nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ chẳng may tay bay vạ gió hao tiền tốn của dễ xảy ra tình trạng trộm cắp mất mát tài sản có bốn điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn địa võng đối với quý cô tuổi tân dậu, sinh năm 1981, trong năm quý mão 2023. Thứ nhất, kinh tế tài chính. Tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Thứ hai, đời sống. Mọi người trong gia đình là một gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Thứ ba, khi gặp hạn địa võng, gia chủ không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Nhẹ thì hoảng sợ tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu, nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng cái chết. Thứ tư, sau đó gia chủ không nên cho người lạ mặt vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Bên cạnh các cách hóa giải địa võng, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Công danh sự nghiệp ngày càng phất lên, phát tài phát đạt. Quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, trong năm Quý Mão 2023, cũng cần chú ý đến sao Thái Dương chiếu mệnh. Sự tác động của sao Thái Dương, đối với quý cô tuổi Tân Dậu, trong năm 2023. Sao Thái Dương là một phúc tinh tốt với cả nam và nữ. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc, giúp cho quý cô có nhiều sự may mắn. Quý cô được sao Thái Dương chiếu mạng, được người bạn đời gánh vác, lo toan mọi việc, ngày càng khỏe mạnh, duyên dáng. Có thể gặp tai ách vào tháng 6 và 10 âm lịch nhưng vì đây là phúc tinh nên cũng không đáng quan ngại từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao sao thái dương là một phúc tinh nên cần làm lễ giải hạn và nghênh sao để tâm lý được vững vàng có thêm niềm tin trong cuộc sống mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn người xưa thường làm lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm để giảm nhẹ vận hạn hoặc làm hàng tháng tại chùa hoặc tại nhà để cầu xin thần sao phù hộ cho bản thân gia đình con cháu được bình an khỏe mạnh vạn sự tốt lành may mắn thịnh vượng Lễ cúng dâng sao giải hạn sao Thái Dương thường thực hiện vào ngày 27 âm lịch hàng tháng. Thời gian cúng là từ 21 giờ đến 23 giờ, khi cúng gia chủ thắp 12 ngọn đèn, hoặc nến, bố trí theo các vị trí hướng sao hiện, quay về hướng chính đông lại 12 lại. Vận trình từng tháng âm lịch cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, trong năm quý mão 2023, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch năm 2023 cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Xét về mệnh, tháng 1 năm 2023 âm lịch thuộc hành Thủy tương sinh Mộc. Xét về thiên can, tháng 1 năm 2023 âm lịch thuộc Giáp Bình Hòa Tân. Xét về địa chi, tháng 1 năm 2023 âm lịch thuộc dần tứ tuyệt Dậu bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão công việc của quý cô tuổi tân dậu có nhiều xáo trộn phải chú ý điều chỉnh cảm xúc và tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả nếu không chỉ càng thêm cáu gắt mà thôi ngoài ra tháng này cũng dễ xảy ra tranh chấp lời nói xung đột thân thể với mọi người quý cô tuổi tân dậu phải học cách kiềm chế cảm xúc trong hoàn cảnh đặc biệt không nên hành động bốc đồng cần chín chắn lý trí những chuyến du xuân đầu năm dễ khiến sức khỏe của quý cô có phần giảm sút Quý cô nên biết vui chơi có chừng mực, hạn chế sử dụng các chất kích thích gây ảnh hưởng đến thể chất lẫn tinh thần. Vận trình tháng 2 âm lịch năm 2023 cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Xét về mệnh thuộc hành Thủy tương sinh Mộc. Xét về thiên can thuộc Ất tương phá Tân Mạng. Xét về địa chi thuộc Mão Lục xung Dậu. Bước sang tháng 2 âm lịch tháng đang chịu ảnh hưởng của Ngọ hành đối xung, Mão dậu, cho nên quý cô làm gì cũng khó khăn, thường xuyên gặp rủi ro, tâm trạng kém, dễ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực. Công việc chuyển biến không được như mong đợi, trong tháng quý cô nên cân nhắc thật kỹ lưỡng nếu có ý định nhảy việc cũng không nên khai trương hay thực hiện những công việc quan trọng khác sẽ không có lợi. Về phương diện tình cảm, quý cô tuổi Tân Dậu nên chú ý trò chuyện và thảo luận nhiều hơn với các thành viên trong gia đình để giảm bớt căng thẳng tinh thần và những cảm xúc u ám. Đồng thời, quý cô cũng nên chú ý áp dụng các mẹo phong thủy cho người bị phạm thái tuế trong năm 2023, để vận trình cả năm trở nên hanh thông, giảm bớt điểm xui xẻo. Vận trình tháng 3 âm lịch năm 2023, cho quý cô tuổi tân dậu, sinh năm 1981. Xét về mệnh, thuộc hành thổ tương khắc mộc. Xét về thiên can, thuộc bính bình hòa tân. Xét về địa chi, thuộc thìn lục hợp dậu. Bước sang tháng 3 âm lịch đây là tháng bính thìn có địa chi dậu kim tương sinh với thìn thổ điều này sẽ giúp cho vận trình công danh sự nghiệp của quý cô tân dậu có sự khởi sắc tài lộc tăng tiến nhẹ cơ hội kiếm tiền tay trái của quý cô tuổi tân dậu sẽ xuất hiện việc kinh doanh vận hành có phần được thuận lợi hơn doanh thu sẽ cao quý cô dựa vào tài năng cá nhân để thu về thành quả bất ngờ đường tài lộc tháng này khá khả quan chỉ cần chăm chỉ thì sẽ dễ dàng thu được tài lộc về quý cô tuổi tân dậu trong tháng này cần chú ý biết cân đối giữa thời gian làm việc và gia đình những giây phút bên nhau giản dị lại giúp cho tình yêu đôi lứa khởi sắc đáng kể. Đối với những người độc thân cũng dễ làm quen được với những người khác phái, cơ hội bén duyên cũng không hề ít, quý cô có biết nắm bắt được cơ hội hay không mà thôi. Vận trình tháng tư âm lịch năm 2023, cho quý cô tuổi tân dậu, sinh năm 1981. Xét về mệnh, thuộc hành thổ tương khắc mộc. Xét về thiên can, thuộc đinh bình hòa tân. Xét về địa chi, thuộc tỵ tam hợp dậu bước sang tháng tư âm lịch quý cô tuổi tân dậu có vận trình tài lộc tương đối hanh thông công việc bình ổn không có nhiều vấn đề phát sinh chỉ là tháng này không thích hợp để đầu tư quy mô lớn chẳng hạn như bất động sản hay ngành phẫu thuật thẩm mỹ nên đừng nhúng tay vào tiền bạc được dũng dĩnh quý cô cũng nên biết quản lý về tài chính tốt hơn biết tiết kiệm tránh thất thoát không đáng có bởi tài vận trong năm gặp nhiều khó khăn quý cô cũng cần đề phòng hạn thị phi nói năng cẩn thận tránh để mất lòng người khác tài lộc được dồi dào nhưng về sức khỏe, thể lực hơi kém, hoặc bệnh cũ tái phát, chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức. Vận trình tháng 5 âm lịch năm 2023, cho quý cô tuổi tân dậu, sinh năm 1981. Xét về mệnh, thuộc hành hòa tương sinh mộc. Xét về thiên can, thuộc mậu tương sinh tân. Xét về địa chi, thuộc ngọ tứ hành xung dậu. Bước sang tháng 5 âm lịch, quý cô tuổi tân dậu sẽ gặp phải những biết động lớn, nhiều vấn đề không mong muốn xảy đến, tháng ngọ hòa xung với dậu kim, nhiều người tham công tiếc việc nên sẽ làm việc quá sức trong tháng này nên sức khỏe rất dễ sa sút. Ngoài ra, quý cô tuổi tân dậu có thể sẽ gặp những chuyện không may mắn nhỏ trong tháng này, chẳng hạn như xe bị hư hỏng, điện thoại di động bị mất, vì vậy hãy đề cao cảnh giác. Dưới ảnh hưởng của hung tinh, thiên khốc, địa tang, quý cô cũng dễ gặp rắc rối bởi một số cảm xúc tiêu cực khiến cả người trông rất bơ phờ, mệt mỏi, nhiều người còn đón tin không vui trong gia đình. Quý cô không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, hãy nhìn nhận mọi việc thật vui vẻ, lạc quan là điều quan trọng nhất, nếu cảm thấy phiền phức thì có thể trao đổi với bạn bè hoặc người thân trong gia đình. Vận trình tháng 6 âm lịch năm 2023 cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Xét về mệnh thuộc hành Hỏa tương sinh Mộc. Xét về thiên can thuộc Kỷ tương sinh Tân. Xét về địa chi thuộc Mùi bình hòa Dậu. Vận trình tình cảm của quý cô tuổi Tân Dậu trong tháng 6 âm lịch này khá tốt với sự trợ giúp của giải thần thiên phúc giúp cho công việc lẫn chuyện tình cảm của quý cô nhận được không ít sự giúp sức từ những người xung quanh quý cô cũng được giới thiệu nhiều cơ hội việc làm để tăng thêm thu nhập cho mình sao hồng loan che chở về mối quan hệ tình cảm vợ chồng tốt đẹp cuộc sống hôn nhân ngọt ngào hạnh phúc vợ chồng yêu thương hòa thận đối với những người độc thân khả năng cao sẽ tìm được người ưng ý nhờ người thân bạn bè mai mối Vận trình tháng 7 âm lịch năm 2023 cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Xét về mệnh thuộc hành Mộc Bình Hòa Mộc. Xét về thiên can thuộc canh tương sinh Tân. Xét về địa chi thuộc thân Bình Hòa Dậu. Bước sang tháng 7 âm lịch, quý cô tuổi Tân Dậu có vận trình cũng tương đối khởi sắc. Quý cô có cơ hội thể hiện những khía cạnh năng lực của bản thân thông qua những việc làm thường ngày. Với những phương án, kế hoạch triển khai thuận lợi, tài lộc dễ kiếm. Đây là thời điểm tốt để cho quý cô bung tiền đầu tư kinh doanh, nhưng cũng cần phải chú ý, hiểu rõ trước khi đầu tư, tránh mù quáng dẫn đến tiền mất tật mang. Trong tháng này, nhờ các sao Thiên Mã, Lộc Tồn trợ mệnh nên vận thế của quý cô ở hầu hết các khía cạnh đều tương đối bình ổn. Chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Vận trình tháng 8 âm lịch năm 2023 cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Xét về mệnh thuộc hành Mộc Bình Hòa Mộc. Xét về thiên can, thuộc tân tương sinh tân. Xét về địa chi, thuộc dậu tam hợp dậu. Bước sang tháng 8 âm lịch, đây là tháng tân dậu, quý cô đang gặp cục diện dậu kim phạm hình với cung mệnh, lại bị tháng thái tuế án ngữ dẫn đến vận khí tiêu hao. Hung tinh quấy phá, tình hình sức khỏe không được mấy lạc quan, quý cô dễ bị thương tích cá nhân trong tháng này, cố gắng không lang thang bên ngoài vào ban đêm, hoặc đến các điểm du lịch chưa phát triển. Sự nghiệp của quý cô cũng không được như ý, dễ này sinh thị phi, bản thân quá ngang bướng, nóng nảy, cho nên không được mọi người ủng hộ, quý cô cũng nên biết khắc chế điểm này, suy nghĩ thận trọng trước khi nói hay làm. Ngoài ra quý cô cũng cần đề phòng các vấn đề pháp lý, mua bán cần có hóa đơn, chứng từ rõ ràng. Nhất là những hoạt động liên quan đến xuất nhập cảnh. Về phương diện tình cảm, đối với những người đã có gia đình, chuyện tình cảm liên tục bị tác động bởi yếu tố bên ngoài làm cho rạn nứt. Quý cô cần chú ý và xử lý thật tốt, học cách chia sẻ nhiều hơn cùng phối hợp với đối phương để tháo gỡ khúc mắc, hóa giải nguy cơ chia rẽ trong tình yêu. Vận trình tháng 9 âm lịch năm 2023 cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Xét về mệnh thuộc hành Thủy tương sinh Mộc. Xét về thiên can thuộc Nhâm Bình Hòa Tân. Xét về địa chi thuộc Tất Lục Hại Dậu. Quý cô tuổi Tân Dậu bước sang tháng 9 âm lịch với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn thiên giải thái dương vận trình tài lộc của quý cô có dấu hiệu khởi sắc quý cô nên biết phát huy tài năng năng lực có thể sẽ được cấp trên nhìn nhận từ đó tạo ra nhiều cơ hội tốt có người sẽ có thành tích tốt trong sự nghiệp được lãnh đạo công ty đánh giá cao thu nhập cũng từ đó tăng theo người làm kinh doanh buôn bán công việc thuận lợi quý cô hãy tiếp tục học tập và trau dồi kiến thức nhiều hơn để phát triển kinh tế một cách tốt nhất về sức khỏe Hệ tiêu hóa của quý cô trong tháng này không được bình thường, đặc biệt là về chế độ ăn uống, không nên ăn quá nhiều đồ ăn vặt như mì cay, gà rán. Vận trình tháng 10 âm lịch năm 2023 cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Xét về mệnh thuộc hành Thủy tương sinh Mộc. Xét về thiên can thuộc Quý Bình Hòa Tân. Xét về địa chi thuộc Hợi Bình Hòa Dậu. Bước sang tháng 10 âm lịch, quý cô tuổi Tân Dậu có một tháng tài lộc khá ổn định, không có nhiều thăng trầm trong cuộc sống quý cô không chịu ảnh hưởng nặng từ thái tuế và hung tinh, vì thế mọi phương diện đều được giữ ở mức phát triển ổn định. Đặc biệt là về mặt sự nghiệp, vận thế có chuyển biến theo chiều hướng tích cực, các mối quan hệ được hài hòa, không những dễ bề xử lý việc nhỏ nhặt ở nơi làm việc, mà còn có cơ hội nhận được sự khen ngợi, đánh giá cao từ phía lãnh đạo. Người làm kinh doanh buôn bán vẫn tiếp tục duy trì được tài lộc tương đối tốt. Về sức khỏe, quý cô nên chú ý các đồ vật trong gia đình và khi tham gia giao thông tránh gặp họa huyết quang gây thương tích cho thân thể mình vận trình tháng 11 âm lịch năm 2023, cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Xét về mệnh, thuộc hành Kim Tương Khắc Mộc. Xét về thiên can, thuộc Giáp Bình Hòa Tân. Xét về địa chi, thuộc Tý Tứ Hành xung Dậu. Tháng 11 âm lịch, quý cô tuổi Tân Dậu trải qua một tháng, công việc và chuyện tình cảm gặp nhiều áp lực quý cô tuổi tân dậu gặp vận khí về tài chính trong tháng không tốt tiền bạc dễ bị tiêu hao việc kinh doanh buôn bán có thể gặp thị phí tai tiếng thậm chí còn khiến cho kết quả dự định không đạt được như ý một số người có dự định bước vào kinh doanh buôn bán hay mở rộng về quy mô kinh doanh có thể sẽ gặp phải rủi ro do chưa nhìn rõ được xu hướng của thị trường không có quý nhân giúp sức còn gặp phải sự sa sút trong vận may của mình về tình cảm cũng gặp nhiều chuyện không như ý nhưng quý cô cũng đừng buồn, cuộc sống mà, hãy tích cực, lạc quan, rồi mọi việc sẽ được tốt đẹp, chỉ cần quý cô biết cố gắng. Sức khỏe không tốt, quý cô sẽ cảm thấy mệt mỏi nhiều. Bởi vậy nên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, và giải trí nhiều hơn. Vận trình tháng 12 âm lịch năm 2023, cho quý cô tuổi tân dậu, sinh năm 1981. Xét về mệnh, thuộc hành kim mộc. Xét về thiên can, thuộc ất tương phá tân. Xét về địa chi, thuộc sửu tam hợp dậu. Tháng 12 âm lịch thiên về tình trạng bận rộn, quý cô tuổi Tân Dậu cảm thấy mệt mỏi vì công việc và cuộc sống. Cuộc sống luôn có nhiều biến động, quý cô nên bỏ qua những lời nói không mấy thiện cảm từ người xung quanh để cho tâm hồn mình được thư thái hơn. Lúc này không tốt nhưng không phải tất cả đều không tốt. Quý cô cần phải suy nghĩ tích cực và tạo cho bản thân nhiều cơ hội hơn. Công sức và nỗ lực của cả năm sẽ được thu hoạch trong tháng cuối cùng này. Do đó, quý cô tuổi Tân Dậu tránh nóng vội, nên giải quyết từ từ từng việc để có thể thu được kết quả tốt nhất trong tháng này chi tiêu khá nhiều và đều là công việc chính đáng nhưng quý cô cũng gặt hái được nhiều thành công cục diện ngũ hành tam hợp tị dậu sửu giúp cho quý cô có được sự thuận lợi nhất định tiền lương tiền thưởng và các khoản đãi ngộ cuối năm giúp cho quý cô có được nhiều niềm vui và an tâm hơn nhìn chung trong tháng này quý cô tuổi tân dậu có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng trưởng thích hợp về sức khỏe quý cô cảm thấy mệt mỏi nhiều bởi vậy nên thư giãn bằng cách nghe các bản nhạc yêu thích hoặc tham gia môn thể thao nào đó mới mẻ để tăng cường sức khỏe cho bản thân khi công việc và cuộc sống tạo nhiều áp lực. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 trong năm Quý Mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các quý cô an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc các quý cô năm mới an khang, thịnh vượng, đại cát đại lợi, bội thu về tài lộc xin chào và hẹn gặp lại